Dạng sáng ngày 30 tháng 5, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà trọ 3 tầng, có địa chỉ ở ngõ số 7, tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhớ lại thời điểm ngọn lửa bùng phát, nhiều nhân chứng đến nay vẫn chưa thôi ám ảnh. Anh Nguyễn Quang Linh, 20 tuổi, sinh viên trường Đại học Đại Nam cho biết, khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 30 tháng 5, anh đang ở trong phòng trọ trên tầng 2 cùng hai người bạn thì nghe thấy tiếng chi hô cháy. Mở cửa kiểm tra, anh Linh phát hiện nhiều khói đen bốc lên. Anh Linh chia sẻ, lúc này mọi người trong phòng rất hoảng loạn, nhớ ra nhà trọ đang thuê có lối thoát hiểm, được chuẩn bị sẵn nên anh cùng các bạn đi theo lối này và thoát ra khỏi vụ cháy an toàn. Ông Nguyễn Anh Nhân, 85 tuổi, sống gần hiện trường vụ hỏa hoạn cho biết, buổi sáng cùng ngày khi ông đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt. Ra ngoài quan sát, ông Nhân phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy. Nhìn lên tầng 2 của căn nhà, ông thấy hai cô gái ôm theo chăn ra đứng ở ban công kêu cứu. Ngay sau đó, ông nhân gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu. Ông nhân nói, khi lực lượng cứu hỏa đang đến, có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài. Trung úy Bùi Viết Kết, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hà Đông cho biết, vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị anh nhận được tin báo cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ ở phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Nhận được tin báo, anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện có nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà đang cháy. Trung úy kết cùng ba chiến sĩ dùng thang leo lên mái ngôi nhà một tầng bên cạnh, từ đó tiếp tục sử dụng thang để tiếp cận tầng 3 của căn nhà đang cháy. Trung úy kết kể lại, anh cùng mọi người đã dùng búa và kìm phá bỏ ô cửa sắt ở tầng 2, phá lan can của tầng 3. Khi tiếp cận các nạn nhân, họ rất hoảng sợ. Cảnh sát sau đó đã chấn an nạn nhân rồi đưa ba người xuống dưới an toàn chú ý kết cho hay, điều khó khăn nhất khi tiếp cận hiện trường đó là ngôi nhà bị bao bọc bởi ô cửa sắt, khói từ vụ hỏa hoạn bốc lên rất nhiều khiến cảnh sát khó tiếp cận được phía trong ngôi nhà. Quý vị thân mến, liên quan đến vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ Hà Nội rạng sáng ngày 13 tháng 9, tính đến tối ngày 13 tháng 9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39 trong số 56 người. Đặc biệt trong số đó có 30 người thuộc ngành giáo dục, bao gồm một giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân. Chiều ngày 13 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trực tiếp thăm hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Ba 30 học sinh giáo viên là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini Tối ngày 13 tháng 9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin, theo thống kê sơ bộ, có 30 người, bao gồm 29 học sinh và một giáo viên là nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini tại Khương Hạ. Theo thông tin ban đầu, trong số này, có một số học sinh tử vong, giáo viên và các học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Liên quan đến việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại trung cư mini số nhà 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Chiều 13 tháng 9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và Ban giám hiệu một số trường trên địa bàn đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ với các gia đình học sinh, giáo viên là nạn nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân và các nhà trường có liên quan tiếp tục giả soát trường hợp là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có liên quan đến vụ cháy. Với những trường hợp học sinh tử vong, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao công an ngành và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân các đơn vị có liên quan thăm hỏi, lo hậu sự cùng gia đình. Trường hợp học sinh bị thương nhẹ có thể bị ảnh hưởng về tâm lý, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã chỉ đạo các nhà trường phân công giáo viên hỗ trợ kèm cặp, động viên, ổn định tinh thần cho các em. Liên quan đến vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cùng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố cũng triển khai nhiều hình thức hỗ trợ gia đình học sinh giáo viên bị nạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 12 tháng 9, đám cháy xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong chung cư. Được biết, lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng 1, sau đó lan lên tầng 10 chung cư mini. Lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Cuộc khói đen bốc cao ngùn ngụt, ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương, trong đó đã xác định được danh tính của 39 trên 56 người tử vong. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, nơi tiếp nhận 26 người thương vong trong vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội, trong đó hai người tử vong ngoại viện, hầu hết các bệnh nhân ngộ độc khí CO. Ngoài ra, vì nhảy khói đám cháy nên nhiều ca bị chấn thương và đa chấn thương, đặc biệt không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng. Tối ngày 13 tháng 9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Các quy định và lệnh bắt bị can được Viện kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn tổng kiểm tra ra soát an toàn cháy nổ đối với loại hình chung cư mini trên toàn quốc. Thưa quý vị, sau vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương, Bộ Công an đã yêu cầu tổng kiểm tra giả soát về an toàn cháy đối với loại hình trung cư mini trên phạm vi cả nước. Sáng ngày 13 tháng 9, tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình về tình hình cháy nổ tiếp tục gia tăng trong thời gian qua, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho hay, Tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước diễn biến phức tạp. 8 tháng đầu năm 2023 đã xảy ra 2031 vụ cháy, tăng 38%, làm 83 người tử vong, tăng 48%. Qua theo dõi, có thời điểm xảy ra liên tiếp các vụ cháy dẫn đến 3-4 người cùng một gia đình thiệt mạng do cháy nổ. Dựa báo cáo của chính phủ, trưởng ban công tác đại biểu nêu, cả nước còn hơn 38.000 cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy và khó có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy. Bà Nguyễn Thị Thanh nhìn nhận, các ngành đã ra rất nhiều văn bản biện pháp mạnh chỉ đạo, nhưng số cơ sở đưa vào sử dụng còn vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy còn tương đối nhiều, Trưởng ban công tác đại biểu kiến nghị cần tiếp tục tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao số lượng cơ sở vi phạm còn nhiều như vậy. Giải trình về tình hình cháy nổ tiếp tục gia tăng trong thời gian qua, Thứ trưởng Công an Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã thông tin về vụ cháy chung cư mini xảy ra ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cụ thể tối ngày 13 tháng 9, sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội khiến nhiều người thương vong, Bộ Công an có điện gửi cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là đối với loại hình chung cư mini. Bộ Công an nhấn mạnh lưu ý về công tác xử lý các tình huống cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt là đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Theo Bộ Công an, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp các ngành triển khai quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế. Tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, như vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, điện của Bộ Công an nêu. Sự việc cháy chung cư mini Hà Nội đã gây ra một sự mất mát đáng kể cho con người và Bộ Công an đánh giá rằng điều này đặt ra những thách thức lớn trong việc quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy. Do đó, Bộ Công an đã yêu cầu công an các tỉnh thành tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương để tăng cường tuyên truyền, giáo dục dân về kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ. Những nội dung này được truyền thông qua các phương tiện như Zalo, Facebook, đồng thời thông qua tập huấn, hướng dẫn trực tiếp về phương án chữa cháy và thoát nạn cho tất cả hộ gia đình và người lao động tại các loại hình nhà ở đông người như chung cư mini và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trực tiếp tuyên truyền tập huấn hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Công an các địa phương, tham mưu ủy ban nhân dân cung cấp, chỉ đạo các sở ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra, giả soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Bộ Công an giao Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng, Công an các địa phương tham mưu sơ kết 8 tháng thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Theo đó, công an các tỉnh thành cũng sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương để tổ chức tổng kiểm tra, xem xét các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông đúc và đề xuất biện pháp cấp bách đối với việc cải thiện an toàn trong các loại hình nhà ở này. Thông điệp cuối cùng, Bộ Công an đặt mục tiêu rõ ràng, lãnh đạo cục phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công điện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của các địa phương trước lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời đề xuất báo cáo Chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác phòng cháy đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.